Cũng trong chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Hải Châu, đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông Trần Thắng Lợi, Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Nguyễn Minh Thành có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thuận Đông. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phường Hòa Thuận Đông đều bày tỏ sự đồng thuận với những nội dung của kỳ họp giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10 và những kết quả giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với các ý kiến của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2022. Đồng thời kiến nghị các vấn đề về tình trạng mưa ngập tại khu dân cư, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị tại khu đất trống, quản lý và sử dụng bãi giữ xe. Cử tri cũng ý kiến những vấn đề liên quan đến chợ mới. Thì chợ mới thì nằm trên đường Hoàng Diệu, thuộc phường Hòa Thuận Đông. Chợ hiện nay là có 2 tầng, nhưng mà tầng trên là không sử dụng được vì yếu, không dám bố trí tiểu thương vào đây. Trong khi đó ở ngoài khu vực chợ, tức là cái đường Hoàng Diệu, các cái đường xung quanh là các cái người bán hàng là rất đông. Tôi đề nghị kính mong quý vị đại biểu phản ảnh làm việc với ban nhân dân nên bố trí vốn xây dựng lại cái chợ mới. Qua cái đợt vừa rồi, sau khi mà khánh thành đường hầm chui và cầu vượt chỗ đường núi Thành và đường Duy Tân và cái nút ra đường 29 đó, thì đường núi Thành chúng tôi trở thành giống như là một cái lằn chào sâu để mà đựng nước về đó. Cho nên là mỗi trận mưa về mà mưa bao đốt cơn liên tục là nước dâng rất là nhanh, và nước từ trên chợ mới đưa xuống, rồi nước đưa từ các kiện phía đường Hoàng Diệu đưa xuống, ngay cả đường Duy Tân đó là nó đưa nước chảy xuống giống như là một dòng thải đó. Cho nên đề nghị Hội đồng Nhân dân kiến nghị với thành phố như thế nào để giúp cho bà con dân cư chỗ đó. Bên cạnh đó, cử tri cũng nêu lên những băn khoăn về việc đền bù giải tỏa chưa thỏa đáng cho các hộ dân tại đường Duy Tân bị ảnh hưởng do công trình cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.